thực hiện chương trình đem tình thương trải rộng cho muôn loài. Thánh Luca tường thuật lại về biến cố ấy như sau. Trong những ngày ấy, tại xứ Syria thời thủ yến Quirinio, hoàng đế Caesarea Augusto ra lệnh cho toàn dân xứ phải trở về quê quán mình làm sổ kiểm tra dân số. Vì là lệnh bắt buộc nên mọi người phải trở về quê quán của mình. Giuse cũng rời thị trấn Nazareth xứ Galilea, đi cùng Maria hiện đang mang thai để đến Bethlehem. Điều bất ngờ là trong lúc ông bà đang ở đó, thì Maria đã đến thời kỳ mãn nguyệt khai hoa. Khi màn đêm đang bao trùm cảnh vật, giá rét lạnh căm, có hai người lữ hành co ro dựa vào nhau, đang chậm chạp lê bước. Xa xa khung cảnh thành Bethlehem tráng lệ hiện ra, vài ánh đèn le lói chập chờn chiếu sáng từ những quán trọ ven đường. Giuse tay cầm gậy, hành trang quẩy trên vai, bên cạnh là Maria đang nặng nề cất bước. Ôi lạy Chúa, đường xa xôi vất vả, lại đến ngày nàng mãn nguyệt khai hoa. Giữa đêm đông giá buốt lạnh không nhà, tìm đâu được chỗ cho nàng trú ngụ. Lang thang qua từng quán trò, nhưng đi đến đâu hai người cũng chỉ nhận được những từ chối phũ phàng lạnh lùng. Ông có biết là kinh thành ánh sáng, lữ quán đây dành cho kẻ có tiền, hai ông bà kẻ đói khó nghèo hèn.